Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách target và chạy quảng cáo trực tiếp vào một cái group ở trên Facebook. Thì trước khi mà sử dụng công cụ thì mình lưu ý nhé, là chúng ta phải kiểm tra cái nhóm đó có tốt hay không và có đăng bài thường xuyên hay không, group thành viên có chất hay không. Mình ví dụ ở đây là mình bán váy bầu thì kiếm các cái nhóm về thai giáo và nhóm tiền sản, tức là những cái nhóm mà đối tượng có thể là bán chéo chẳng hạn, cho chúng ta hạn chế sử dụng các cái group của đối thủ vì trong ấy thì họ đã mua hàng rồi. Thì chúng ta sẽ tạo ra những cái đối tượng như thế này. Ví dụ mình mới demo cho các bạn là cái nhóm Unica chẳng hạn, thì cái data này nó sẽ lên dần nhé. Thì làm thế nào để chúng ta chạy quảng cáo được vào một cái group như thế này? Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có 3 bước. Này, bước 1, bước 2, bước 3. Thì chúng ta sẽ phải truy cập cái đường link sau để chúng ta cài cái công cụ. Chúng ta kích đường link. Ở đây mình sẽ ví dụ thêm cái trình duyệt khác cho mọi người dễ hiểu. Đây. Mình sẽ lấy cái bài viết ở đây luôn cho nó dễ. Rồi, chúng ta sẽ vào công cụ này. Đó. Và chúng ta sẽ thêm vào chung. Chọn thêm. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã thêm cái công cụ quét nhóm thành công. Chúng ta sẽ vào một cái nhóm. Ví dụ chẳng hạn. Đây là tôi hướng dẫn cài đấy nhé. Ví dụ bây giờ tôi sẽ có một cái trình duyệt nó có cái group sẵn này, cho nó dễ. Đây là phần mềm sau khi cài này. Và các bạn phải là một thành viên của một cái nhóm nhé thì mới được nhé. Còn nhóm riêng tư chúng ta không phải là thành viên của nhóm nhé thì chúng ta phải không lấy thành viên ra được. Rồi, thì ví dụ ở đây là một cái nhóm Unica. Đây là nhóm riêng tư và mình đang không phải là quản lý viên nhóm này. Rồi, chỉ cần là thành viên. Chúng ta sẽ truy cập nhóm này, chúng ta ấn vào phần mềm này. Sau đó là chúng ta sẽ chờ trong giây lát. Nhớ là chúng ta phải chờ nhé. Ở đây thì cái công cụ này nó sẽ quét toàn bộ thành viên trong nhóm ra chúng ta. Nên là cái này mà nó làm nhanh không thì nó còn phụ thuộc là cái lượng thành viên của nhóm. Thành viên của nhóm mà nó càng đông á thì cái này nó còn chạy nó lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ chờ một lúc. Đây là nhóm hỗ trợ học viên online. Khi mà các bạn học online sẽ được thêm vào group này và sẽ có người hỗ trợ cho các bạn. Rồi. Ta sẽ chờ cái phần mềm này nó trích xuất. Và mình lưu ý luôn cái này là chúng ta muốn sử dụng cái tính năng này thì mọi người phải mình ấn vào nó mất. Mọi người phải là tài khoản quảng cáo doanh nghiệp nhé. Còn nếu mà tài khoản cá nhân thì chúng ta sẽ không thêm cái data danh sách thành viên của nhóm này vào hệ thống được. Này, tắt đi giờ là phải chạy lại. Thế vậy là trong lúc mà nó chạy thì chúng ta đừng có làm gì hết. Cứ để yên cho nó chạy thôi. Nó sẽ hơi lâu một chút.
Rồi, ok. Như vậy là chúng ta đã quét xong. Chúng ta sẽ ấn Ctrl A và copy lại nhé. Đây, ví dụ vậy, mình copy cho nó chắc. Rồi, chúng ta sẽ có thể là bỏ ra file Excel. Đấy, như thế này. Chỉnh lại chút cho nó dễ nhìn. Đó. Đã có bao nhiêu người ở đây? Khá là nhiều. Rồi, chúng ta quét được 3.800 thành viên. Rồi, thì sau khi mà chúng ta quét được cái này rồi, thì chúng ta sẽ qua cái bước là số 2. Đây, sau khi lấy được rồi. Đấy, ok, chúng ta qua xong bước số 2 luôn rồi. Nên phải chờ nhé, chúng ta bước số 3. Thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ, đó là của cái AI Target này, để chúng ta đưa vào sử dụng. Thì đây. Đây, chúng ta sử dụng cái thằng AI Target này. Rồi. Thì cái công cụ này nó sẽ giúp cho mọi người thêm cái tệp vào. Và ở đây thì họ sẽ cho chúng ta dùng thử miễn phí. Mình sẽ đăng ký dùng thử miễn phí. Đó, ok. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng thử miễn phí trong một ngày cho một cái tài khoản. Vậy nên là khi nào chúng ta sẽ sử dụng thì chúng ta dùng. Và cái công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng á, đó là thằng UID Target này. Đây. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái hướng dẫn lấy token này. Để đăng nhập vào hệ thống này thì chúng ta cần phải sử dụng token. Chúng ta sẽ xem hướng dẫn lấy token. Chúng ta cố gắng hơi lòng vòng nhưng mà được việc. Rồi, thêm vào chỗ này. Nó tương tự như cái thằng kia. Đó. Sau đó chúng ta sẽ lấy token đây. Rồi, copy xong thì chúng ta sẽ đăng nhập vào đây. Ok, thì cái tài khoản này này, nó đã có 30.000 UID dùng trong một tháng, và chúng ta copy lại cái này. Đấy. Rồi. Đây nó sẽ hiện lên cái tài khoản của chúng ta này. Ví dụ mình chọn tài khoản là tài khoản cá nhân đi. Lưu ý nhé, tài khoản này là phải là tài khoản doanh nghiệp nhé. Thì trong cái bài hướng dẫn thì mình cũng có hướng dẫn mọi người lên cái tính doanh nghiệp rồi. Hoặc mọi người có thể tìm đến YouTube thì nó có hướng dẫn lên tính nghiệp. Ví dụ tên đối tượng là nhóm demo nhỉ? Mình ví dụ vậy, mô tả là demo target nhóm. Đó. Thì chúng ta tạo đối tượng mới ở đây. Và chúng ta ấn tạo đối tượng mới này. Đấy, thì ở đây thì nó sẽ báo là mình chưa chấp nhận cái quyền này. Thì chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta ấn chấp nhận. Rồi. Sau đó chúng ta tạo đối tượng. Ok. Bước thứ hai tiếp theo đó là chúng ta sẽ thêm data vào cái đối tượng này. Chúng ta chọn tài khoản này. Chọn
nhóm demo này, đấy cái nhóm, hoặc là nếu chúng ta có nhóm sẵn rồi chúng ta có thể cập nhật đối tượng vào đây. Đấy. Còn mình ví dụ mình nhóm demo và chọn kiểu dữ liệu thì chúng ta ở đây nó cũng có chức năng quét group, nhưng mà group này nó chỉ quét được công khai thôi, nó không quét được cái nhóm riêng tư. Riêng tư thì phải làm theo cái cách mà chúng ta đang xem video đây, hoặc là chúng ta có thể quét một fanpage, tức là target đến những người like fanpage. Cái chúng ta đang dùng là nhập cái danh sách. Rồi, chúng ta sẽ lấy lại cái danh sách. Copy. Chúng ta bỏ vào. Đó. Và chúng ta ấn thêm người dùng. Thì hệ thống nó sẽ đang xử lý và chúng ta chờ một chút, và nhớ là cái UID chúng ta có là 30.000, vậy là cái nhóm mà lớn hơn 30.000 đấy thì chúng ta bỏ xuống nhé, nếu mà chúng ta dùng cái bản gọi là bản dùng thử. Rồi, chúng ta có nhiều nick, mỗi nick 30.000 thì chúng ta cũng có ok đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào quản lý đối tượng này. Nó vào cái tài khoản kia. Đây chúng ta sẽ thấy này. Nhóm demo này. Nhưng mà cái nhóm này thì nó phải chờ thời gian nó cập nhật nhé. Và tất nhiên nó sẽ không được 100% đâu. Thì chúng ta hãy copy lớn lớn một chút thì chúng ta sẽ đưa vào nó được nhiều hơn. Và chạy quảng cáo thì chúng ta có thể ấn vào đây. Đó. Và tạo quảng cáo, nhưng mà tài khoản này đang không cho tạo, thì chúng ta có thể là vào cái tình quản lý quảng cáo. Ví dụ vậy đi, cái này là cái cá nhân nhé. À, tài khoản kinh doanh không được phép. Tiêu chuẩn ok, cái này đang bị cái bảo châu này nó đang bị khóa. Ok, chúng ta sẽ về cái tài khoản khác nhé. Đây mình ví dụ này. Chúng ta tạo một chiến dịch như bình thường thôi. Đây, tạo một chiến dịch như bình thường này. Đó. Sau đó trong cái chỗ mà danh sách khách hàng á, đây đối tượng này, chúng ta nhập cái nhóm chúng ta tạo lên. Đây cái này chúng ta F5 lại nó sẽ lên cái nhóm kia nhé. Đó. Rồi, còn cái phần quảng cáo thì chúng ta set như bình thường thôi, nó không có gì ở đây hết. Ok, chúc mọi người target chuẩn đối tượng.